Bài pháp Thiên Cơ Lỡ. Lỡ ta quá cực, lỡ nhật lỡ tàu, lỡ tới quá mau, làm sao ai đỡ? Lỡ ta nhắc nhở, lỡ thở lỡ than, lỡ bạc lỡ vàng, lỡ muôn lỡ tỷ, lỡ đến nước Mỹ, lỡ bị lỡ Nga, lỡ tới kia cà, ôi thôi khó tránh. Nhìn coi bá tánh, hãy lánh mau đi, lỡ nước châu Phi, lỡ kỳ còn lỡ. Người ơi ráng nhớ, nhật nguyệt đồng trời, pháp sâu đổi dời, gần miền xích đạo, chịu cơn lốc bão, vận chuyển toàn cầu, trời chẳng để đâu, nước nào được ổn. Còn nước Nhật bổn, đất chẳng có chân, thấy vậy coi chừng, từ từ sụp hết. Chắc rằng phải chết, mưu mèo kế sâu, tính toán chọc đầu, trời thâu lấy lại. Chia phe rẻ phải, chiếm đoạt đất trời, Việt Nam rã rời, miền Trung miền Bắc. Gan bào ruột thắt, nước lũ bão to, dân chúng xuôi cò, nằm nghiêng nằm ngửa. Thừa Thiên mở cửa, nước lửa mới dâng, cổ đô đừng mừng, sông Hương tràn ngập. Ngày nay trời sắp, tới tấp liền liền, nếu chỗ nào hiền, Phật trời để lại. Ráng cầu lạy bái, quá trễ muộn rồi, Cà Mau cũng trôi, Vũng Tàu bị động. Vì còn mơ mộng, hèn thấp cao sang, toán tính của vàng, không màng đạo đức. Bão to vượt bậc, nhà cửa tan hoang, phạt kẻ hung tàn, nước tràn trôi mất. Nhà lầu xây cất, nó gãy như tre, ta nói lý về, ai nghe rồi biết. Lộ tai muốn điếc, miệng lại muốn câm, chúng quá lỗi lầm nên trời trừng phạt. Thập niên kỷ mới giao, máu đào tuôn biển đỏ, gánh hát có đào không, biển đông cả không nổi. Tiếng vang dội đất trời, khắp mọi nơi u ảm, cả hoàng vũ vang rền, cung tên lận phóng xạ, chim bay lội cá chìm, tiếng âm thanh vang dội giữa bầu trời mây khỏi, dưới tiếng gọi vang rền, đàn bơm bay như ẻn, quỷ thần hiện ra binh, sóng thần nổ thình lình, đầy đủ đất đứng nhìn, trên thiên đình sấm sét, ông bầu đứng để vẹt, chó gánh hát bước vào, nhìn thấy đủ sắc màu, nước nào đâu cũng có, chống trời đánh ba dùi, kéo ra đầy sân khấu. Kỳ này chúng chiến đấu, mang dụng cụ tối tân, đem bày hết ra sân, thử tài coi ai cao. Nếu còn làm bá chủ, trên trời kéo mây phủ, trần bốn hướng tám đường, trung đầu chìm hết ráo, lớp giông bão nước lùa, các nước chết như cua, rụng càng hoe lật ngựa, máy bay bắn tên lửa, đằng nướng cá cua tôm, trên rừng lũ thú trồn, chết nhăn răng vì cháy. Thi bài. Còn lại người ngay quá ít ôi, thay phơi trên bãi tờ cá mòi, tại gieo ác thảm nay phải trả, mau tịnh đào đồng sống để coi. Xem màn lẫm liệt Thái Bình Dương, đào kép quá đông tại sân trường, chờ giờ khai mạc ôi đằng diễn, kép giỏi đào hay chờ phô trương. Chúng sanh coi hát đứng chật đường, lấn chen bị đạp nát như tương, vậy mà chưa sợ bường tới chỗ, gánh hát vạn rồi rã thịt xương. Trích trong băng thơ Cuồng số 7, đĩa DVD Du Phương Hành Đạo, Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh thuyết. Du Phương Hành Đạo trang 34-36, Thiền Đình Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2012. Lời bình thuật ngữ: lỡ
ám chỉ ngày tận thế, nhiều nước trên thế giới bị sụp mất. Châu Âu gần như sụp mất hết, phải chăng do nghiệp quả các đế quốc châu Âu xâm chiếm nhiều thuộc địa trên thế giới vào những thế kỷ 19-20? Theo Âu nên phải lo Âu, mấy ai hiểu nghĩa bá di thúc tề, trích trong Sấm Tràng Trình. Lụy Tam Châu Á, Mỹ Châu. Lụy Tam Châu. Tam châu hữu ngàn lụy nhỏ xa, thập bát chư bang đồng can qua, dương gian mạnh thú trừ tàn ác, lê thử hầu lai khổ thiết tha. Tần bang hầu hầm tiên diêu đồng, Nam quốc lương dân kiển linh xa, phồn hoa đô hội lưu gian huyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo tháng 8 năm Kỷ Mão 1939. Á, Mỹ, Âu, chịu khổ. Cao thấp sen hàng, quỷ tài tâm, đại linh thầy ngự rõ cơ thâm, ngọc lành con dữ đừng lem ổ, để đào trẻ toan chớ nghĩ lầm, giáo chánh cổ tìm cho thấu đạo, đạo màu ráng học nghiệm suy tầm, ngũ lôi minh thệ còn nên sợ, châu Á Mỹ Âu chịu khổ thầm. Trích trong Thánh Huấn Hiệp Tuyển Quyển 2 trang 169, Tòa Thánh Cao Đài Tiên Thiên Châu Minh Ấn Tống năm 1936. Thảm họa nước Hoa Kỳ ngày tận thế. Nhà tiên tri Pháp Nostradamus viết về thảm họa nước Hoa Kỳ trong ngày tận thế. Đại ý là Nostradamus cho biết nước Mỹ, đặc biệt là thành phố Nụ Ước, gánh chịu thảm họa lửa và khí nóng đến 45 độ và dòng nước nhiễm hóa chất độc hại. Có thể là Nostradamus ám chỉ phóng xạ nguyên tử quét vào thành phố có quang cảnh du lịch đẹp. Đấy là kết quả Thế chiến 3 bom nguyên tử nổ và gây ra dòng bão, động đất sóng thần kinh hoàng. Đầu thế kỷ 20 ở miền Tây Việt Nam, ông đạo ba Nguyễn Văn Thới được Phật Tây An mượn xác viết bộ Sấm Ký Kim Cổ Kỳ Quang hơn 20.000 câu thơ sấm, cũng tiên tri thảm họa nước Hoa Kỳ như sau: Tam niên giáo đạo phá kiều Huê rơi, Huê tàn rồi đây đỏ thành thơi. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quang 20/39, ông Ba Thới viết năm 1915. Những thuật ngữ như Huê rơi, Huê tàn ám chỉ nước Hoa Kỳ sụp đổ trong ngày tận thế. Ngoài ra cụm từ phá kiều là ám chỉ phá kỳ, nghĩa là nước Hoa Kỳ bị phá hủy đi đến sụp đổ hoàn toàn. Đức Tứ Thánh viết Sấm Kinh Giảng Xưa cũng tiên tri thảm họa nước Hoa Kỳ như sau: Tốt chi là thứ bông hoa, đến trần nhụy rã bông hoa lỗ cùi, thảm thương hoa rã mất mùi, hết thơm rồi lại lấp vùi hổ sâu. Còn tràng trình tiên tri nước Mỹ trong ngày tận thế như sau: Ra đi thì khó nổi về, xe kia hết bánh thả rề sông trôi, chừng nào chợ lớn hết vôi, bể đông cá đặc cuộc đời lao đao. Trích trong Sấm Tràng Trình, cư sĩ Minh Điền tái bản năm 1948. Theo ấn bản Quốc Học Tùng Sang năm 1930, cụm từ bể đông cá đặc là ám chỉ tàu chiến đặt cả biển đông. Cụm từ chợ lớn hết vôi, chiếc vế giải nghĩa chợ lớn là ám chỉ trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, tức ám chỉ WTC ở New York. Cụm từ hết vôi, chữ vôi ám chỉ hồ vôi, xi măng, xây dựng lầu đài. Vậy cụm từ hết vôi ám chỉ chất liệu hồ vôi xây tòa tháp đôi trung tâm thương mại New York bị san bằng bình địa. Phải chăng đoạn này của tràng trình tiên tri về thành phố Nụ Ước giống với sấm của nhà tiên tri Nostradamus?
Chàng trình cho biết trước những ai bỏ nước Việt Nam ra đi định cư ở Âu Mỹ, sau này muốn trở về Việt Nam rất khó. Ra đi thì khó nổi về. Khi Hoa Kỳ gặp đại họa thì châu Âu cũng sụp đổ trong màn tận thế. Tiết trời đánh đổ bông huê, nhân dân phải chịu thảm thê hòa sầu. Theo Âu nên phải lo Âu, mấy ai hiểu nghĩa bá di thúc tề. Bốn câu trên ám chỉ khi Hoa Kỳ gặp đại họa, những ai theo định cư ở châu Âu sẽ phải gánh chịu chung thảm họa của châu Âu trong màn tận thế, vì châu Âu cũng tan nát. Chàng trình có ý tiếc cho những ai không giữ lòng chung với tổ quốc Việt Nam, không mấy ai theo gương bá di thúc tề, thà cam chịu nghèo đói giữ lòng son chứ không phản bội. Cuối thế kỷ 20, đức cầu bần sĩ vô danh được Đức Phật Thầy Tây An mượn xác, đã có nhiều lời tiên tri về Hoa Kỳ trong Thế chiến ba tận thế như sau. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ai biểu cầu làm thánh nhân, đờn kêu Phật hiện ngày gần, đờn kêu cầu mãi tạo tầng gian nan, cầu đờn khắp cả trần gian, đờn kêu Phật gấp lập đàn tại đây, cầu đờn bốn biển đông tây, đờn kêu quý vị giờ này tỉnh chưa, tỉnh rồi mau xuống đò đưa, đờn kêu dân chúng ráng chừa ác gian, cầu đờn Phật gấp mở màn, bảo châu sơn thức lỗ toàn lầu son, cầu đờn rạ núi bánh non, đờn kêu thế sự không còn đâu đâu, cầu đờn bốn biển năm châu, đờn kêu một phút một câu rạ rời, đờn kêu sống bủa chơi vơi, thương người bần sĩ có lời khuyên lơn. Chích trong Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Thượng Đế Thượng Phạt trang 79, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2001. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ông cậu đang làm gì đây, đờn kêu bốn phía đông tây, vì ai cầu lại ngồi đây giảng đường, đờn kêu Phật quốc khai trường, đờn kêu dân tộc nhiễu nhương khốn nạn. Trích trong Băng Lộ Huyền Cơ số 2, Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Sấm Giảng Đạo Khùng trang 60, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ai biểu cầu làm thánh nhân, cầu đờn đời đã kề gần, đờn kêu nước Việt soi ngần bút nghiêng, đờn kêu cầu lại khùng điên, cầu đờn thấu đến hoàng thiên cha trời, đờn kêu nước Việt đổi dời, đờn kêu Phật quốc lập đời trị dân, đờn kêu yểm cụ nghinh tân. Chích trong Băng Lộ Huyền Cơ số 9, Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Sấm Giảng Đạo Khùng trang 128, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002. Niệm đi rồi thấy giặc tàu, từ đây mang trả nó nhào qua nam, nó làm tan rã ông Sam, nổi cho quý vị luận đàm quỷ yêu, bây giờ khùng khiều nói kêu, nói nhiều nói ít nói chiều sáng mai, nói cho bá tánh gái trai, nói cho đồng đến Như Lai Phật đường, nói gần ngày mở trung ương, Long Hoa đại hội dọn đường thần tiên. Chích trong Băng Cúng Vi Tận Thế mặt B, Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết tại nhà cô Lê Ngọc Mai, Phú Lâm, nhân dịp Kiều Vân Cư Sĩ lần đầu diện kiến Đức Cầu năm 1996. Kết tập sách Cúng Vi Tận Thế trang 78, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 1996. Phân tích về câu sấm nó làm tan rã ông Sam, cụm từ ông Sam phiên âm cụm từ Uncle Sam tức là chú Sam, ám chỉ nước Mỹ. Cụm từ tan rã ông Sam ám chỉ giặc tàu tranh ngôi vị lãnh đạo thế giới, âm mưu đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Biển Đông,
sự tranh chấp Biển Đông giữa hai siêu cường Mỹ Tàu đưa đến Thế chiến ba tận thế. Nguyên do nước Mỹ tiêu tan trong Thế chiến ba được Đức Cầu Vận Sĩ Vô Danh cho biết rõ hơn trong đoạn sấm sau đây. Này mai sụp đổ Cù Lao, giáp vòng bi lụy mẫu đào tuôn rơi. Nói thiệt không phải nói chơi, ngọ mùi thân giàu lập đời đó dân. Lập rồi cái hội tân dân, lập rồi cái đại phong thần kỳ ba. Bây giờ ta mới nói ra, sắp đây mở hội long hoa bở người. Lọc ai phước đức cao dư, đặng mà lập lại con người thường nguân. Nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ kéo sơn được rồi. Nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi rã hai. Nói rằng cuồng loạn hăng say, từ đây chảy hết được quay chỗ nào. Bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu. Không mai ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng sang. Trích trong Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh Ứng Khẩu Thuyết, kết tập sách Thiền Tình Bửu Sơn trang 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tình Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002. Cụm từ nứt nắp ám chỉ trận chiến Biển Đông bùng nổ dữ dội. Cụm từ bể nồi ám chỉ lãnh tụ giặc Tàu mất trong khi trận chiến nổ ra. Sau khi Mỹ và đồng minh đánh tan nước Tàu thì lãnh tụ giặc Tàu sẽ mất, tức là bể nồi. Chừng đó hai ông trùm Nga Mỹ tranh nhau ngôi bá chủ hoàn cầu, đánh nhau bằng võ khí nguyên tử đưa nhân loại đến đại hòa tận thế. Nghĩa là không có kẻ nào thắng, mà là tất cả hai nước Nga Mỹ đều thua. Câu sấm Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng sang. Chữ sang nghĩa là sang bằng tận thế. Khi nào thấy có sự cố bể nồi, bá gia biết đó là điềm báo cần kề tận thế, tu mau kẻo trễ. Hết Mỹ rồi lại tới Nga, từ đây sắp đến đem ra đấu tài. Đờn kêu các nước ngoài lai, sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu, làm cho rã quả địa cầu. Trích trong Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, sấm giảng đạo khùng trang 99, Thiền Tình Bửu Sơn, Sydney, ấn tống năm 2002. Sydney ngày 21 tháng 3 năm 2024, Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp giới đạo điên dương trần. Trích trong sấm giảng người đời quyển 11 sư vải bán khoai viết năm 1901. Đến rồng rắn hoàn cầu thay đổi, các siêu cường hùng hổ dương oai. Dưới biển bầy cá tranh tài, trên trời đàn ó đua bay giành mồi. Đến rồng rắn người ôi sẽ thấy, Mỹ Nga Tàu tranh lấy ngôi trùm. Giật giành cãi cò tùm lum, Trung Đông chiến hòa không chung mịt mù. Đến rồng rắn âm u hoàng vũ, các siêu cường tranh thủ hạt nhân. Máy bay tàu chiến xấu thần, hỏa tiện chiến lược bay gần bay xa. Đến rồng rắn thấy mà khủng khiếp, bão thiên tai trùng điệp đổi đâu. Năm châu bốn bể khóc gào, số người vong mạng ngày nào cũng tăng. Đến rồng rắn trời trăng u khuất, người chết ôi bay phất mùi hôi. Xác thay rải khắp rừng đồi, sông mùi tử khí ôi thôi ngút trời. Đến rồng rắn người ơi sẽ biết, giặc trời kia đi trước có không. Bấy lâu người mãi ngóng trông, trách trời trách Phật nổi ngông nổi cuồng.
đến rồng rắn lệ tuôn lạ chả, cảnh biệt ly ôi quả tan thương. Vợ khóc chồng chết xa phương, mẹ khóc con mất trùng dương mịt mờ. Đến rồng rắn giặc trời giặc nước, có ai đâu biết trước thiên cơ. Bấy lâu nhắm mắt làm ngơ, bây giờ giặc giả bất ngờ xảy ra. Đến rồng rắn thiên la địa vọng, bao phủ trùm khắp chốn cùng nơi. Còn đâu mạng số người đời, trốn đâu cho khỏi vầy thời bỡ dân. Đến rồng rắn hẹn lần gì nữa, sao không tu cứu sửa linh hồn. Mai sau về được quê thôn, Tây phương cực lạc Phật môn đợi chờ. Đến rồng rắn đừng ngờ đừng ngập, hãy tu mau tu gấp bà gia. Phật trời ân xá kỳ ba, nếu không dụ sổ chết mà sạch trơn. Đến rồng rắn thiên cơ quay khiếp, vùng Trung Đông liên tiếp bình đao. Bom đạn bùng nổ ạt ào, gãy bao xương trắng mẫu đào tan thương. Đến rồng rắn vẫn vương khổ nạn, Ukraine Gaza hoảng loạn chiến binh. Đông Tây sôi sục đạo binh, đánh nhau dồi dập muôn nghìn thay phơi. Đến rồng rắn vầy thời mới biết, thế chiến ba khốc liệt dường bao. Bấy lâu trách cứ trời cao, thiên cơ đâu có bào hao dọa hù. Đến rồng rắn mây mù ảm đạm, từ Đông Âu u ảm Trung Đông. Đánh nhau vì bởi cuồng ngông, giật giành quyền lực chất chồng tội gian. Đến rồng rắn thù hằn gì nữa, sao không tu không sửa người ơi. Ngày mai sấm nổ long trời, trốn đâu cho khỏi vầy thời tự nguyên. Đến đồng rắn cần chuyên mau gấp, mở lòng nhân đặng lập phước căn. Trường chay bổ thí thường hằng, nhanh chân chuộc tội nghiệp căn tiêu tàn. Đến đồng rắn mơ màng gì nữa, mau tình thiền gọi rửa hồn linh. Cầu trên trời Phật thương tình, đại ân đại xá cứu sinh muôn loài. Sydney ngày 14 tháng 1 2024, Kỳ Vân cư sĩ. Ta đã biết hoa 2000 đã mất, khiến hoàn cầu trái đất đổi thay. Ngày đêm cứ mãi xiết quay, làm cho mọi thứ lung lay mất rồi. Ta đã biết mất ngôi vua chúa, nên chẳng ai chỉ bảo người dân. Trong trường chẳng dạy đạo hằng, nên không hề biết sự phân công bình. Ta đã biết tiết chinh đã mất, cậu tam tùng tử đất chẳng màng, mẹ cha cũng chẳng hỏi han. Chạy theo ông bướm mơ màng gió trăng, ta đã biết nghĩa nhân đã mất. Lòng trung kiên hiếu thảo chẳng còn, cứ lo cho vợ cho con, không màng cha mẹ hẻo von thế nào. Ta đã biết hùng hào mất đất, cứ hại người giành giật của tiền. Chuyện gì cũng chẳng cự kiên, miệng sao lắm bạc xài riêng thỏa lòng. Ta đã biết thiền tông đã mất, có mấy ai chân thật tu hành. Vào chùa vì lợi vì danh,
xây đài đắp tường tạo tranh kiếm tiền. Ta đã biết căn tiền mất hết, nên thượng hoàng tiêu diệt thế trần. Từ đây cho đến mùi thân, thiên tai địa ách diệt lần ác hung. Ta đã biết nhiều vùng sẽ mất, từ Đông Âu sang đến Bình Dương. Chiến tranh đồng đất triều cường, nhấn chìm tất cả không phương nào còn. Ta đã biết mất con, mất bố, mất mẹ cha, mất vợ họ hàng, mất nhà, mất của, mất vàng, mất phường, mất phố, mất làng, mất dân. Ta đã biết kinh doanh mất chẳng, chợ không người, tiền chẳng còn xài, trung tâm thương mại đổi thay, không người quản lý, điện đài cũng tiêu. Ta đã biết mất nhiều công việc, mạng mất rồi công nghệ sao dùng, công ty nhà máy chịu chung, thị trường chứng khoán nổi khùng dẹp luôn. Ta đã biết ruộng vườn mất sạch, lúa chỗ bông bỗng cháy rùi đen, giàu sang rồi trở lại hèn, chết đâu chết đói khắp miền tan hoang. Ta đã biết Trường Giang mất đập, thác chảy cuồng làm sập cửa nhà, kẻ kêu kẻ hét người la, chạy đâu cho kịp chết mà thảm thương. Ta đã biết Thất Sơn biển mất, bom tự nguyên làm chết bảy phần, hiện ra đài ngọc cát lân, Phật Vương về lập đời tân sáng ngời. Vua Minh Chánh dân thời hiền thạo, chồng mẹ cha chồng đạo Phật trời, sang giàu vui sướng đậm chơi, không cần làm lụng lúa trời nuôi thân. Tướng màu đẹp không cần trang điểm, đầy lụa là nhung gẫm thêu hoa, cung điện bảy bẩu làm nhà, sống cùng tiên thánh thuần hòa yêu thương. Hỡi huynh đệ đời tiêu mất hết, buông bỏ đi đừng tiếc làm gì, sửa lòng niệm chữ A-di, để mà sống sót trong kỳ thượng nguồn. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa Kỳ ngày 13 tháng 1 2024, Thanh Trơn cư sĩ. Thanh Trơn cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Mỹ tiểu bang Illinois. Sau khi đọc những bài biên khảo của Kỳ Vân cư sĩ về Thế Chiến Ba Tận Thế Hội Long Hoa, bàn đạo Thanh Trơn cảm đề diễn ca bài thơ Ta Đã Biết trên đây và gửi cho Kỳ Vân cư sĩ. Rắn rồng sợ chạy, buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn say lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quằn ruột đâu, quằn ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục tự nam mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chúng lòng hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tàu hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ áo. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bác nhà Phật vào đồ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần,
dắt cho khỏi chốn mê tân bở người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đòa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiếu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ái binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Trích trong sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình câu sấm: mèo kêu vang, mèo kêu vang, ám chỉ năm mèo Quý Mão 2023, chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, khai màn Thế chiến 3. Câu sấm: rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ chiến trường Trung Đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm. Rồng rắn giáp thìn Ất Tỵ 2024 đến 2025. Sang qua năm rồng rắn giáp thìn Ất Tỵ năm 2024-2025, chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ chết chóc kinh hoàng, kỹ nghệ dầu khí phá sản, khủng hoảng xăng dầu tồi tệ, kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn, giặc giày lăng xăng. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn say lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quằn ruột đâu, quằn ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Trong hoàn cảnh chiến tranh sắp tới, nhân loại trả quả cộng nghiệp vô cùng tang thương, chúng sanh hãy quay đầu sám hối ăn năn, làm lành lánh dữ vọng cầu trời Phật thứ tha, may ra thoát qua cuộc sàng lọc. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, dạo trong thiền chúng lòng hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong mấy tàu hết rồi, ngựa nghiêng biển thầm rã rời bờ áo. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bát nhã Phật vào đồ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bở người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiểu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Sydney ngày 15 tháng 1 2024, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo